Messi thì của băng nào đây? Băng trắng. Xi trắng nhỉ, xi trắng. Cúc cúc trắng. Báo giá với số điện thoại đi anh. 15 củ. 15 củ. 0979. 0979. 796. 796. 881. 15 đồng. Này mà bút nó to tiếp đi, to đỏ tí là sướng nhỉ. Song Long Trùng Nguyệt. Thế bảo vừa nãy vừa bán được cây hay lắm mà. Có nhìn thấy không? Có em chưa nhìn thấy. Chú này quay đằng ý trước, quay đằng đây thì không quay được. Quay đằng ý trước. Ôi giờ ra đây. Chú đẹp lại, nó đằng này là chú phải quay đằng này trước. Dạ ôi, bây giờ đằng này chứ, ra đằng kia đâu. Chú này chú quay, chú quay kia. Ờ đấy, thì quanh quanh đây cũng một chỗ mà. Quay không về rồi à? Kìa. Đó. Ui giời. Nhất ở. Cây nó cần to, chỉ cần ở dưới này có còn gì không anh, hay là nó có thẳng cái này thôi? Không, nó đây không à. Cháu mỏng lắm. Anh kia à nó ra đây à? Vơi hết của ông nào đây? Cục này hôm nay này. Của anh nào đấy?
Bao nhiêu anh về? 12 triệu. 12. Hai đứa nhà. Ngọt. Chỗ đấy ngọt. Già lắm. Chặt dăm ra. Giờ săn được mấy cái đồ này? Có. Vừa bán con trứng lùn cho anh. Con đấy. Quyền thanh tra. Con đấy là xuất xứ ở đâu đây? Ngoài em chưa kịp nhìn thấy, tôi nghe tả đi. Trong thành phố. À được. Bánh là 40, cao 25 phân. Bánh gốc ấy. Chữ gạo à hay gì? Ăn như thế. Đó to bằng gần bằng này. Ngày xưa cũng thuốc làm à? 25 phân. Có phải có phải một cây đầu tiên cũng thuốc làm không? Không. Không phải. Con này con năm điện mà. À năm điện. Ôi. Ra không kịp xe với anh em đang quay vườn thì... anh cân đấy à, bây giờ đang để đấy à? Anh đang để mà thôi mua rồi, chúng nó là tầm 70-80% rồi. Em được điền nữa thì ngon, con này nhún lắm, được điền thì ngon. Con này ngay này mua bốc con đấy cao mà nhìn răng cao nhưng mà ra đi nó nhanh. Thật sự cái này nó không muốn là một bán. Muốn là bán thôi nhưng mà muốn là giải quyết cái này đã đúng không? Nhưng mà cái đấy thì... thế nhưng mà không giữ nổi. Ra gặp anh ấy thì anh ấy cho mất cây luôn. Đúng rồi. Gặp mấy cái đối tượng mà chỉ thèm cây không thèm tiền ấy thì bình ấy nhỉ. Con này quả bóng mát. Đọc số thì bao giá ấy? 40 triệu, 40 triệu. Anh đọc số của anh đi. Anh em nó ấy nó alo anh. Anh đọc số cho khu ở đây. 0967 113 013 013. Ok. Đấy. Hôm nào đừng có 2 3 giờ sáng alo tôi mệt lắm. Cứ đều rồi giật mình thật tót. Này phu thê à? Riêng gốc là ok. Chất liệu là tiền. Yeah. Xa là đứng hẳn sẵn. Đứng xa là mới quay được. Cao tầm 2 mét nhỉ. Căng đét, căng quá. Bán con kia rồi thì lấy lại con này. Quá. Wow. Toàn mấy ông xem video này mà thấy mình lấy thì lại bảo tôi để lại cho anh. Không có bán chắc gì đâu. Cái này đẹp, cái này đẹp, bề thế quá, nhỉ? Yeah, bề thế. Già, già vô đối. Già bệ biết tốt đấy, các bác so với cái ông cụ của đứng đây biết chiều cao nó tầm 2 mét từ mặt bầu lên. Sướng lắm ấy nhưng mà đấy, quả kiếc này. Thế hôm vừa rồi không chụp cho cán bộ xem cái cây này có khi lại sướng. Cán bộ này. Xanh xanh rồi ông. Lên cao. Nhìn ở trên ảnh nó bé tí. Ồ. Đúng rồi, anh chụp ảnh em tưởng bé. Đâu phải 2 mét đấy. Gần 2 mét. 1m8 nhỉ. Còn 8 thì rộng độ 2 mét. Bông tán là đầy đủ hết rồi. Đây không? Đấy, cây thay.
Toàn cây to nó cao lắm đấy. Túc túc sộp sộp đây đúng không? Túc túc sộp sộp đây đúng không? Túc túc. Quá điệu. Đây cây này, cây đỉnh đấy. Nào con này về để bàn chơi chỗ. Đấy. Mày lâu lắm rồi. Cho từ bé xíu mà. Đấy, đá đá là đá đỏ đấy. Đá đỏ Quỳ Châu. Còn ruby này thì này mình đấy. Nhất thế giới. Bao nhiêu cara không biết. Ruby kẹp bên trong. Hòn đá đẹp. Cái này giờ nhấc ra cho cái khác. Đây là... và cái an trên nhật đẹp cũng mỏng. À, như trên tàu. Quân rồi. Cái đấy lấy về nhà đã hoa. Hòn đá này mà đánh là nó đỏ hết đấy. Đây này. Không, phải để rêu. Nào vâng, ý là nếu mà đánh ví dụ như chỗ này này, đỏ. Đá đẹp mà nguyên bản. Hay quá. Này. Để dễ nó ăn ở đây. Để ai sẽ chọc vào đây thì chọc sâu đây. Đá tươi lúc nhỏ. Hàng cầm, nhìn rất là hàng cầm tay đi chơi. Cổ. Này cho vào cái hàng chữ nhật mỏng thôi, nhìn nó bể quần quần. Vừa gặp cách đây còn cho vào trong các phòng mới ra nó nổi bể lên tí thì được. Đấy. Cái túc là chỗ túc 2.5 triệu. Đấy, không túc nhiều quả. Rồi ok, để đi. Đẹp chậu đẹp. Sang cuối chợ này.